Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay chúng tôi xin giới thiệu về các cái phụ kiện lặt vặt đã được tích lũy trong gần chục năm buôn bán phụ tùng xe điện, xe 3-4 bánh. Nó có rất nhiều thứ lặt vặt mà có khi anh em mình tìm không ra, nhưng mà thực tế là mình có rất là nhiều đồ chơi, đồ chiếc là rất là nhiều mà mình không sâu lên được. Nhiều khi anh em muốn đi mua, có cái thì rất là dễ mua nhưng không biết mua ở đâu, còn có những cái thì rất khó mua mà mình có thì lại mọi người không biết. Nó rất là nhỏ nhặt thôi nhưng mà nếu mà phải làm nó thì lại cực kỳ là khó, bởi vì nó là đồ cơ khí, đồ sắt, thép, để gia công nó được thì rất là khó khăn. Thì ở trên đây thì có những cái thứ nhông xích này lọ, trục cốt, rồi vòng bi, rồi ống cổ bi, nhông líp không răng, rồi bu ly, dây xích, dây đai, khớp lối. Nói chung là rất nhiều thứ mà cũng không biết nó xếp hạng vào cái gì. Các bạn chế thì nhiều khi gặp cái mình cần thì nó sẽ rất là nhàn, gặp đúng thứ mình cần mua thì sẽ có. Thì trong cái video này mình xin giới thiệu một cái phần gọi là tương đối gọi là một lửa những cái phụ kiện lặt vặt mà mình nhặt ở ra đây. Có thể nó sẽ còn nhiều hơn nữa nhưng mà cũng chưa biết xếp hạng mục gì, thì trong một cái video sau mình sẽ bổ sung thêm hay là như thế nào đấy. Bây giờ mình sẽ sâu chi tiết từng một cái nhỏ nhặt một để các bạn có thể biết cái thứ mà mình cần cho nó dễ, cần thứ nào và đồ cơ khí thì nó quan trọng nhất là cái kích thước. Các bạn xem qua, nếu mà dùng được cái gì, giúp được anh em chế cháo được cái gì thì nó cũng đỡ đi được một phần vất vả. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu về các cái dòng nhông xích, từ to đến nhỏ, từ nhỏ đến to. Một số cái mình biết nó dùng vào việc gì thì mình sẽ nói luôn, còn một số cái thì cũng không biết nó lắp vào đâu, thì các bạn cần thì các bạn cứ lấy thôi, nó phù hợp thế nào thì mình dùng ở đấy. Đầu tiên thì phải kể đến là những cái dòng nhông nhỏ, những cái dòng mà sử dụng xích cam của xe máy. Ví dụ như cái xích cam của xe máy là cái xích này đây. Đấy. Thì ta có cái nhông nhỏ nhất là nhông 11 răng. 1, 2, 3, 4, 5, 11 răng. Nhông này là lỗ vát. Vát một lỗ. Lỗ tròn và vát một bên. Thì thằng này là 11 răng. Đường kính cái nhông này thì là 25. Và cái lỗ này là lỗ 8mm. Đấy, cái này thì thường nó được lắp trên những cái động cơ không giảm tốc như là 250W rồi 350W. Đấy. Hoặc là 100W, 150W thì nó hay được sử dụng trên cái đầu nhông này. Tiếp theo đến là cái nhông này. Nhông này là nhông 50 răng thì phải. 1 này, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Nhông này là nhông 28 răng. Nó là nhông cũng dùng sên cam. Đường kính cái nhông lớn này là 66 cm. Cái lỗ tâm giữa này là gần 17, 16,8mm. Đấy. Tiếp theo đến một cái nhông nữa. Là nhông này là nhông 19 răng, cũng xích cam. Nhông này thì được có thể lắp được vào những cái động cơ như kiểu là động cơ 24V 250W hoặc 24V 350W, nhưng mà nó có giảm tốc
có giảm tốc các bạn nhé. Thì cái nhông này thì cái lỗ ở tâm giữa thì nó dùng rãnh cá và lỗ ở giữa là lỗ 10 mm, đường kính của nó là 40 mm đấy. Mình không đánh số ra đây đâu, số thì nó nhiều quá. Thì các bạn xem đến cái đoạn video nào giây thứ bao nhiêu, phút bao nhiêu thì các bạn alo chỉ mình thôi. Đấy là nhung xin cam nhé. Nhung xin cam thì ngoài nó có loại răng nữa là loại loại này là loại 55 răng. Loại này thì thường được sử dụng trên những dòng xe scooter hay là làm việc gì thì tùy. Mục đích của nó có 4 cái lỗ này là nó để sử dụng vào một cái líp. Cái líp này là líp không có răng, nó sẽ vặn ốc vào đây. Và đối với dòng xe scooter hai bánh ấy, thì mình không cần chiều ngược lại, thì người ta dùng líp thì khi quăng chớn thì nó sẽ nhẹ nhàng đấy. Và cái ren là 54 răng. Đây mình sẽ nói về phần líp không răng này sau đấy. Với cái dòng 4 lỗ này thì nó còn một dòng nữa là dòng 65 răng. Đây là dòng 65 răng và dòng 80 răng. 80 răng thì là nó cũng tương tự như thế. Dòng 80 răng thì lỗ tâm giữa là 53, nó sẽ giống với cái 25 răng và cái 65 răng. Cái 55 răng thì đường kính ngoài là 114. Cái 80 răng thì đường kính ngoài của nó là 165. Và cái 65 răng thì đường kính ngoài của nó là 134 mm. Đấy, một cái dòng đặc biệt nữa của cái dòng xin cam này là dòng nhông lớn nhất, 92 răng. Loại này là có 3 ốc. Đường kính ngoài của nó là 187 mm. Và đường kính lỗ trong này là đường kính 29-30 mm. Cái dòng này thì cái nhông này thì những cái nhông có 3 lỗ ở giữa này thì thường được bắt lên những cái vành nhôm của cái dòng bánh scooter, hay là các bạn bắt lên đâu thì tùy. Đây này là do đồ chế mà. Là dòng đây là dòng lớn nhất, là dòng 92 răng. Cái dòng nhông cam này thì nó còn tên khoa học của nó là nhông H, nhông 25H, gọi là nhông xin cam. Tiếp theo đến một cái dòng nhông lớn hơn là dòng nhông xe ruồi, nó gọi là nhông T8F. Thì nhông xe ruồi thì nó sẽ có từ loại nhỏ, mình sẽ giới thiệu. Nhông xe ruồi thì nó sử dụng cái xích này. Cái xích này thì nó cũng không phải xích xe đạp mà nó cũng không phải xích xin cam, nó là dòng như nhớ thôi. Đấy, cái này là dòng nhông xích xe ruồi này. Đấy, xích xe ruồi cũng có nhé. Xích xe ruồi máy xăng. Thì nhông này thì nó có một cái loại nhỏ nhất là loại 1, 2, 3, 4, 5, cũng là 11 răng. 11 răng. Thằng này thì cũng có cái lỗ ở giữa là lỗ 8 mm thôi. Lỗ ở giữa là lỗ 10 mm và nó vát hai bên. Cái nhông này thì nó hay được lắp trên cái đầu động cơ 24V 500W không giảm tốc, hoặc là từ 500W không giảm tốc trở lên cho đến 1000W, nó đều dùng cái nhông này. Nó 11 răng. Tiếp đến là một cái dòng cũng sử dụng cái xích 25-8TF8 nhông nhớ đấy. Là đến một cái dòng nhông này thì trong nhông này thì nó có 6 răng. Thằng này thì thường nó được lắp ở trên cái đầu hộp số của giảm tốc của thằng xe ruồi máy xăng. Đấy. Thì thằng này nó có 3 loại, 1 2 3 4 5 6. Nó 13 răng, 17 răng và 20 răng. Đấy. Đây là dòng 17 răng này và dòng 20 răng. Đây là 20 răng. Thì sau này các bạn mua hộp số xăng ruồi thì các bạn có thể
lựa chọn những cái nhông đầu hộp số ấy, nó sẽ tùy theo. Tiếp đến nó là một cái dòng bánh răng là 54 răng. Thì thằng này nó cũng sử dụng nắp vào những cái vành như vành scooter. Nó có ba cái lỗ ốc này. Thì thằng này lỗ ốc của nó là lỗ tâm giữa là 28. Đây là loại đường kính ngoài của nó là 140. Còn thằng 65 răng này thì nó là 165 đường kính ngoài. Đây là phần nhông của thằng xích xe ruồi, xích 8, xích T8F. Tiếp theo là loại lớn hơn một chút là cái nhông của dòng xe đạp. Nhưng xe đạp thì loại nhỏ nhất là loại này. Loại này là loại 9 răng. Lỗ tâm ở giữa là 10. Đường kính ngoài là 40. Cái này thì nó thường được lắp trên những cái đầu động cơ 24V, 250W, 350W có giảm tốc. Đây. Và một loại đây là loại 13 răng. Đây. Đấy. Loại 9 răng và 13 răng. Đây là một loại khác nữa. Loại này thì cũng là loại 3 lỗ tâm ở giữa. Nó được bắt trên những cái vành nhôm của dòng scooter sử dụng xích xe đạp. Thằng này là thằng 17 răng. Đường kính ngoài là 78. Thằng này là 18 răng. Và tiếp đến là một thằng này cũng giống nó, là thằng này là thằng 21 răng. Thì thường được sử dụng trên những cái dòng vành nhôm scooter. Cái vành này sẽ sâu vào một cái video khác. Nó chuyên sử dụng cái lỗ ba ốc này, bắt luôn trên cái vành ấy luôn. Đấy là hai cái loại mà sử dụng xích xe đạp. Bốn loại cái nhông sử dụng xích xe đạp. Tiếp đến là cái nhông sử dụng xích xe máy. Nó thuộc cái dòng xích 420. Nó giống xích của thằng máy 110, nhưng mà cái bản nhông nó mỏng hơn, có thể dùng xích xe máy được. Thì giới thiệu đến các bạn thì là cái dòng nhông đây. 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 Đấy. Ba cái dòng này thì nó có rất nhiều kích thước. Cái lỗ này là nó đối với những cái dòng động cơ như là 450W, 650W, 500W trên thị trường là nó hay có giảm tốc, là nó hay sử dụng cái nhông này. Lỗ có tròn là 17 và nó vát hai bên. Thì lỗ này, những cái dòng động cơ đấy các bạn có thể thay cả bu li nữa, bên mình cũng có. Lỗ này lỗ thay bu li, nó cũng lỗ chục vát này. Đấy. Lỗ bu li. Động cơ các bạn không thích dùng xích thì dùng bu li, thì cái này có thể thay thế được. Bu li là tí mình sẽ giới thiệu vào mục tiếp theo. Đây là cái này là 21 răng này. 21 răng thì đường kính ngoài là 88. Tiếp theo đến là cái này là 28 răng này. 28 răng thì nó có cá và có một cái ốc chốt. Cái này rất phù hợp với các bạn làm xe như ở trục go-kart chẳng hạn, thì có thể dùng cái này cũng được. Thì nó có cái đường kính trong, đường kính trục là khoảng 23-24. Đấy, và đường kính ngoài của cái nhông này thì nó rơi vào là 114 mm. À, cái mục nhông cam lúc nãy còn sơ xuất mất một cái nhông này nữa. Cái nhông sen cam này là nhông cũng 3 lỗ, 70 răng. Thì thằng này là được bắt vào những cái vành nhôm là scooter. Đối với cái dòng nhông 420 sử dụng xích xe máy nhỏ thì nó có nhiều loại răng khác nhau. Nó loại này là loại 34 răng, loại 29 răng và loại 41 răng. Thì nó sử dụng bốn cái lỗ này cũng mục đích là dùng vào cái líp. Các bạn có thể làm xích lô
là có thể dùng cái nhông này được. Nhông xích lô thì sử dụng với động cơ kia, và nó có một cái líp ở giữa. Đây các bạn có thể xem. Đây chính là một cái bộ. Cái líp này là líp không răng. Đấy. Thì là hay trên các cái xích lô mình có thể dùng cái bộ này, hoặc là những cái xe đạp là có động cơ trợ lực. Thì loại này mình nhắc lại là có tới 29 răng, 34, 36, 38 và 41 răng. Nó rất nhiều loại. Cái này thì các bạn khi mua thì liên hệ. Còn đây là trên động cơ thì nó sẽ có loại 9 răng, 10 răng, 12 răng, 14 răng, 16 răng, 18 răng và 22 răng. Đấy, rất nhiều loại luôn. Tiếp theo thì những cái dòng buli. Buli mà lắp vào động cơ thì ở đây có buli này là buli lắp cho động cơ 450, 500W và 650W có giảm tốc. Đường kính buli của nó là 68 và cái lỗ này thì là lỗ tròn 17W hai bên. Đây là loại dùng cho buli. Thằng này thì bên mình còn một loại to hơn nhưng mà hiện tại mình chưa tìm thấy. Đường kính nó khoảng 17 hay là 20 gì đấy. Còn đây là cái dòng buli này là buli cho những cái dòng động cơ từ 900W đến 1000W trở lên. Động cơ nó có cái lỗ trục là 22, 21, 22 của những cái dòng động cơ đấy, nó dòng buli. Thì đường kính ngoài của buli này là 118. Và đây là một dòng buli nhỏ hơn. Buli này thì đường kính ngoài có 59 thôi. Và cái lỗ ở trong thì cũng vẫn giống thế thôi. Lỗ ở trong là lỗ 21 đến 22. Lỗ thằng này là lỗ 23, 24 này. Lỗ này là lỗ 23. Thì các bạn lắp vào được cái đồ nào của mình thì các bạn lắp. Đây là cái dòng cũng sử dụng nhông xe máy lắp trên những cái đầu động cơ từ 900W cho đến 1500W, 2200W, nó đều sử dụng cái nhông này. Đối với những cái động cơ có giảm tốc, lỗ ở trong này là lỗ 21, 22mm. Cái này là 22 răng. Nó có 14 răng, 16, 18 và 22 răng. Tiếp đến là một cái nhông chế. Cái nhông chế này là nhông 47 răng, sử dụng xích xe máy. Nhông này thì thường thường được lắp vào những cái xe máy để mình tăng cái độ khỏe của xe máy lên, hoặc là để chế thì những cái động cơ mà nó sử dụng cần nhiều nhông sau thì để cho nó khỏe. Thì nhông xe máy thì thường thường chỉ có nhiều nhất như con xe dòng xe Win nhé, thì nó chỉ có 41 răng thôi, thì thằng này nó 47 răng, nó rất là khỏe. Cái này ở bên Thái Lan là nó có tới cái loại 52 răng cơ. Đây là cái này, hai cái khẩu này là khẩu ren. Ren này là ren vặn vào cái líp lúc nãy. Đấy. Đây cái líp không răng này. Đây cái líp không răng này. Hai cái loại líp không răng này nó có một loại líp to, một loại líp nhỏ. Thì thằng này nó đều vặn chung một cái loại ren này vặn vào đây. Đấy, vặn vào cái líp này. Thì nó khác nhau ở cái lỗ trục trong này thôi. Đấy. Cái này thì các bạn bắt lên trục thì cần một cái khẩu như này. Khẩu này thì nó có hai loại lỗ. Cái này là lỗ của nó là một thằng là lỗ 24. Còn thằng này là chắc là lỗ 27. Lỗ 27. Đấy. Nó có hai loại ren. Một loại ren dùng cho trục 24 và một loại ren dùng cho trục 27.
Tiếp theo thì đến cái bộ này, hai cái này là cái tai cặp ghi đông này. Đấy, tai này bắt xuống dưới khung và cái này để kẹp vào ghi đông. Cái này bạn làm việc gì thì làm. Cái này là để kẹp cái gì đấy cũng vậy. Cái này cũng là một dạng cặp ghi đông. Cái này ví dụ như cặp ghi đông đây, các bạn đặt ghi đông vào đây đấy. Chắc lắm. Đây là cái routine mắt trâu. Cái đấy có khớp cầu này. Cái này là lỗ của nó là lỗ 10. Hai cái lỗ này là lỗ 10 và cái ren này cũng là ren M10. Đây là cái răng lái. Răng lái loại ngắn, cái này là răng lái lỗ 8 mm. Cũng mắt bi cầu. Điều chỉnh được những cái răng lái. Hay là đây là những cái mắt trâu loại nhỏ. Cái ren này là ren M10. Và đây cũng là lỗ M10, ren lỗ. Đây là những cái ống bi. Ống bi này là dòng cho những cái ống bi của thằng Scooter. Dòng này là dòng ống bi dành cho vừa với cái ống bi của cổ xe đạp. Còn cái loại ống bi này là ống khác nữa, mình cũng chưa biết là nó là ống dùng vào cái việc gì. Cái đường kính lỗ trong của nó có 29 thôi. Nó là nhỏ hơn xe đạp một chút cho nên là cũng không biết là nó vừa vào cái dòng này. Còn đây là cái ống bi này sử dụng bi 204. Nó ngắn thôi. Cái này hàng cơ khí nó cũng có sẵn. Mình có sẵn thì mình chiếu lên đây thôi. 55mm. Còn đây là cái áo bi. Dùng bi 205. Đấy. Cái này cũng là 51mm. Đây là những cái tai. Tai này để đỡ nhíp này, đỡ nhíp giảm. Đây là những cái tai đỡ nhíp này. Những cái tai này là đỡ nó so giảm sóc này. Thụt nhún này, những cái tai này nhà mình nhiều lung tung rất là nhiều. Đây là một số cái khớp lối này. Khớp lối này là khớp nối răng. Khớp nối răng. Khớp nối răng, khớp này thì cái lỗ này là lỗ 21-22, dùng cho cái động cơ 1900 đến trở lên. Đây là cái khớp nối răng, nó có 5 cái răng và một cái phía bên kia nữa, gọi là cái ly hợp răng. Cái đầu này là cũng là một dạng khớp lối, lối cái này, vừa với cái này. Đây là một cái dòng bu ly nhỏ dành cho cái động cơ 24V 250-350 có giảm tốc. Đây là cái khớp các đăng. Còn đây là một cái dòng khâu lối 18 răng. Cái này nó vừa với lại cái hộp số 5 tạ đấy. Nó dùng cái khẩu này. Hoặc là những cái dòng động cơ cầu lớn nó cũng vừa cái khẩu 18 răng này. Đây là một số cái dòng phanh, đĩa phanh. Đĩa phanh thì nó có đĩa 3 lỗ, đĩa 6 lỗ, đĩa 3 lỗ là nhỏ. Đĩa 3 lỗ là nhỏ này thì đường kính là 12cm. Thằng này là 14cm. Đấy. Cái lỗ này là lỗ 28. Còn lỗ này là lỗ 30. Lỗ này là lỗ 35. Lỗ này là lỗ 26.
Vậy là có lỗ 26, 29 và 35. Lỗ 26 này, lỗ 29 này, lỗ 35 này. Còn đây là cái đĩa của cái dòng cầu. Đĩa này là đĩa 6 ốc. Những cái dòng đĩa này nó là dạng đĩa thép không gỉ. Hàng rất là chuẩn, cho nên là giá thành nó cũng khá là cao, chứ không phải là dạng đĩa sắt bình thường. Nhưng mấy cái đĩa này là bằng sắt này. Đĩa này là có thể bị han gỉ này. Nhưng dòng đĩa này là đĩa thép không gỉ, rất là chuẩn đấy các bạn ạ. Nó khác với những cái hàng giá rẻ, nhiều khi anh em sử dụng thì cái phần hào nhoáng không thể biết được, nhưng cái chất lượng và chất liệu nó mới là quan trọng. Dòng thép không gỉ này thì sử dụng phanh nó mới đẹp, chứ còn những cái dòng có bằng sắt han gỉ thì nó giá nó sẽ rẻ hơn tất nhiên rồi. Như vậy là cũng sơ sơ bộ về các cái dòng sản phẩm của mình bên mình rồi. Thì các bạn cần thiết đồ món gì thì các bạn xem trong video, và xem ở đoạn phút bao nhiêu, giây bao nhiêu thì các bạn cứ hỏi, mình sẽ trả lời báo giá ở dưới. Là nhiều quá cũng chẳng biết báo giá như nào được, anh em thông cảm, cần cái gì thì dùng cái đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, và bật cái chuông thông báo để nhận được cái video mới nhất khi có video mới ra. Chào tạm biệt các bạn.